Và bây giờ chúng ta vẫn còn trống 4 vị trí nữa. Hãy cùng nhau đến với bài hát thứ hai. Xin mời. Và đó là bài hát Khoảng Không Chơi Vơi. Chúng ta đã ghi nhận được 5 thí sinh nhanh tay đầu tiên. Như vậy, 5 thí sinh tại bài hát thứ hai đã lộ diện. Và hãy xem họ là ai. Dạ, em là tên là Phạm Xuân Định. Năm nay em 18 tuổi. Và em đến từ xứ Huế mộng mơ. 18 tuổi. Huế là mộng mơ hay có những bài thơ lắm. Nón lá đồ đó. Không biết mình xuất khẩu thành thơ một bài tặng khán giả chơi. Đó, sau một thời gian cho bạn suy nghĩ, bài thơ đã thất bại rồi. Bây giờ mình nói về mục tiêu thi đấu của mình đi. Ngày hôm nay bạn sẽ đặt mục tiêu là giành chiếc ghế của ai? Em sẽ chọn bạn Tuấn Hiếu để em được ngồi lên chiếc ghế của bạn. Ông này như cái lò xo ổng sao hả? Em thấy là lò xo ổng. Em sẽ chọn bạn Tuấn Hiếu. Ông đứng thẳng được hả? Đó, mạnh mẽ lên đó. Ôi Hiếu, thấy sao? Bạn nhớ mình cũng là thí sinh và mình cũng được ngồi trên đây. Và mình cũng có một cái tấm vé vàng rất là quyền lực. Nếu mà bạn đủ bản lĩnh thì em sẵn sàng. Nhá hàng chiếc vé vàng liền. Em tên là Diệu Ly và em đến từ mảnh đất Gia Lai đầy nắng và gió. Wow. Trời ơi. Mục đích của em tới đây là muốn thách đấu với chị Lệ Ngọc. Vâng ạ, em tên là Xuân Hiển và năm nay em 24 tuổi, nghề nghiệp của em là hiện tại là nhân viên văn phòng. Và em đến đây với mục đích đó là thách thức chính bản thân mình có thể vượt qua hết tất cả những thử thách. Cũng như là thách thức với một trong năm ngôi sao của chúng ta đang ngồi sẵn ngay đó ạ. À, vậy là mục tiêu trước mắt là đánh bại 4 thí sinh này trước đúng không? Sau đó mới tính chuyện là đánh bại ngôi sao nào. Xin mời cô gái thứ tư ạ. Em tên là Khánh Trang, năm nay em 17 tuổi. Em đến từ thành phố Bảo Lộc ạ. Nếu mà may mắn mà đánh bại được 5 ngôi sao thì em xin thách đấu với chị Lệ Ngọc ạ. Wow. Ở đây thì cũng được 2 số rồi, cũng hơi dính rồi, chắc lắm. Chị sẵn sàng nhận giới thách đấu của em và điều đầu tiên em phải thắng cái đèn nhấp nháy kia đã rồi hãy đến với chị. À. Cuối cùng trời ơi. Cute boy. Giới thiệu coi. Xin chào ban giám khảo, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Duy Nam. Hiện tại công việc của em là kinh doanh online. Kinh doanh online mặt hàng nào? Chân gà. Giới thiệu với bạn, một trong những vị giám khảo của chúng tôi là một trong những chuyên gia thẩm định về nghệ thuật ăn hàng online. Đó chính là anh Đào Vĩnh Hưng. Không chỉ mà. Nói là biết liền. Thì không giới thiệu anh. Chúng ta tạm việc bỏ qua vấn đề chân gà đi. Tôi đọc một hũ nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đếm với là mục đích của bạn, mục tiêu của bạn ngày hôm nay sẽ thách đấu là ngôi sao nào ạ? Hồi nãy trước khi em lên đây thì em chưa biết là thách đấu ai hết. Nhưng mà em đi ngang qua chị Lệ Ngọc thì chị Lệ Ngọc kêu đừng chọn chị. Nên em quyết định chọn thách đấu chị Lệ Ngọc. Trời ơi, một trong những lời nói đau đớn nhất của những vị trí ngôi sao. Đừng chọn tôi. Anh thì lại nghĩ rằng là chị Ngọc nhìn em rất là dễ thương. Và nhìn nó như một con mèo con ấy. Nên chị sợ bị làm tổn thương em. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với phần hòa giọng của 5 thí sinh tại bài hát thứ hai. Xin mời. Dòng suy tư lại về trong em ngày đó khi ta sát vai kề nơi biển xanh mà ta cùng nhau say đắm. Khi hoàng hôn và khi ngập dưới ánh trăng tan cơn mê khoảng không chơi với giật mình thức giấc
từng dòng suy tư lại về trong em ngày đó, khi ta sát vai kề nơi bình yên mà ta gặp nhau dưới phố, khi hoàng hôn và khi ngập dưới ánh trăng. Vì một giây phút qua vô tình là bước tới chân trời mới, thuyền tình kia có đưa em về bên anh lúc xưa để nói. Chợt buồn miên man làm sao trong vắng, từng dòng suy tư lại về trong anh ngày đó, khi ta sát vai kề nơi hoàng hôn mà ta cùng nhau say đắm, khi hoàng hôn khi ngập dưới ánh trăng. Tàn cơn mê khoảng không chơi với giật mình thứ xưa, từng cơn sông bạc đầu đơn côi rằng sẽ cho vây hết nỗi buồn, mong ngày mai bình minh lại về trong ai. Môi cười vui mà sao nước mắt cứ tùa. Hey yeah. Vì một giây phút anh vô tình là bước đến chân trời mới. Thuyền tình kia có đưa em về bên anh lúc xưa để nói. Tập bá thứ hai này, và bây giờ hãy cùng nhau lắng nghe những lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin mời ạ. Đây là tiết mục cho em hòa quyện giọng hát với nhau rất đáng để nghe. Dạ, rất đáng để hay. Xuân Định có chất giọng lạ, nhưng mà chị không thích nhìn em diễn, tại vì em diễn em bị ấy quá, em bị em đứng còn lăng quăng nữa mà. Ừ, ráng mà em căng thẳng rồi. Nha, em đừng không yên. Đừng mà đừng không yên là răng rửa. Ly thì giọng cao, giọng em tốt lắm. Cái giọng của em nó bén và nó thanh tao và nó nhọn như mũi tên vậy đó.
em bị trap hơn nhiều, để ý cái đó. Nhưng mà giọng em là nó cũng lạ hơn so với những người khác. Xuân Hiển, một giọng hát rất modern, rất tình cảm. Cách xử lý của em mọi thứ đều rất bình tĩnh, không cần phải lên gân, làm chủ bài hát này rất tốt. Khánh Trang, giọng em rất là nhiều lực, lực lắm, nhưng mà em dùng lực quá nhiều làm cho nó bị chơi vơi. 17 thằng trâu thì cái chứ, có nghĩa là em hát rất là mạnh, em dùng lực rất là mạnh. Mình chỉ nghĩ rằng là với độ tuổi của em như vậy thì đó là chuyện hiển nhiên, bởi vì mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm để mình tiết chế. Như hồi xưa chị đi hát chị cũng vậy thôi, hồi mà bằng tuổi em chị cũng vậy á. Còn cậu bé Ốc Tiêu nhỏ xíu nhưng mà giọng cũng khá tốt và đáng yêu, chị thích cái kiểu của em. Một giọng hát dễ thương, dễ nghe. Nhưng mà rõ ràng là giọng em không phải một giọng đặc biệt để cho người ta nhớ. Sáng nhất của em là có một cái nốt cao lên đoạn gần cuối, thì cái đó chị thấy chị đánh giá cao. Em rất là bình tĩnh. Cái nhóm này là dù sao chị cũng cảm thấy vui hơn là cái nhóm đầu, bởi vì ít ra là tụi em cũng mang được một cái bài hát cho mọi người cảm thấy có thể thưởng thức tốt hơn. Tụi em cảm ơn. Cảm ơn ban giám khảo ạ. Và bây giờ sẽ là lựa chọn từ phía ban giám khảo. Cơ hội vẫn còn rất nhiều bởi vì chúng ta vẫn còn tới 4 chiếc ghế ứng viên còn trong. Nơi biển xanh mà ta cùng nhau say đắm, khi hoàng hôn và khi ngập dưới ánh trăng, tan cơn mê khoảng không trôi với giật mình thức giấc. Từng dòng suy tư lại về trong em ngày đó, cho vơi hết nỗi buồn. Mong ngày mai bình minh lại về trong ai. Môi cười vui mà sao nước mắt cứ tuôn. Hey yeah. Vì một giây phút anh vô tình lao bước đến chân trời mới. Oh, thuyền tình kia có đưa em về bên anh lúc xưa để nói. Một và xin chúc mừng, đó chính là Xuân Hiển. Bạn đã thành ứng viên kế tiếp và chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới 4 thí sinh còn lại. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã đến với chương trình Giọng Ca Bất Bại. Hãy xem ban giám khảo chia sẻ như thế nào về quyết định này. Chị nói cái gì giờ chị? Chị nói đi chị. À, nhìn em đem ý kiến giống con chị cho nên chị thích lắm. Trời ơi. Không thiệt. Trời ơi. Dạ. Chị thôi hả? Dạ. Chị thôi đó. Thật ra thì em lấy cảm tình của tụi chị nhiều. Với cái cảm xúc của em, cái giọng của em nó cũng sáng. Để nói về cái cảm giác và cảm xúc của tụi tôi mà ngồi nơi đây á, chắc là khó có ai có thể đồng lòng hoặc là đồng cảm được 100% cái khó khăn như thế nào khi mà phải dằn vặt lựa giữa em này với em kia. Tụi tôi đã từng đi thi, đã từng biết ước mơ của mình được gọi tên, hiểu được cảm giác hết. Chung đi thi. Nhưng mà không, thi có 18 lần chứ mấy. Nhưng mà có những cái sự lựa chọn nó phải đáp ứng được cái tiêu chí chung của mọi người. Và những người mà được lựa chọn phải biết là cái trách nhiệm của em đang gánh lên cả hơn cả 5 bạn kia nữa, cho nên là hát bằng hát giùm 5-4 bạn còn lại của mình nhá, để mà có thể đánh bật được ngôi sao kia. Có thể không cần phải lên trên đó ngồi nhưng mà phải hát hay đã. Cảm ơn giám khảo, bởi vì đây là những sự chọn rất là khó khăn. Có nhiều khi ban giám khảo phải đắn đo lắm, bởi vì nếu mà lỡ chẳng may lựa chọn nhầm thí sinh mà không đủ khả năng vô trong đó gặp ngôi sao đè bẹp cái bẹp thì nó kỳ. 99 người mà hết gần 98 người bình chọn nhưng ngôi sao là bậy lắm. Bởi vậy tránh tổn thương các bạn. Đó. Bây giờ bạn hãy củng cố tinh thần chuẩn bị chiến đấu với những ngôi sao của chúng tôi. Xin mời bạn về vị trí ứng viên ạ.